Xin chào các bạn, cái việc quấn ẩm có vai trò quan trọng giúp cho em bé viêm da cơ địa kiểm soát được bệnh. Và trong cái chuỗi video chia sẻ cùng với các bố mẹ và các bạn về vấn đề chăm sóc viêm da cơ địa cho em bé, thì ngày hôm nay bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với các bố mẹ và các bạn về cái nghiệm pháp quấn ẩm cho em bé. Khi nào thì làm, tại sao lại làm và làm như thế nào nhé. Xin chào các bạn, tôi là Lê Thị Thu Hương, tiến sĩ bác sĩ nhi khoa. Tôi có 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhi khoa và đặc biệt là 10 năm làm việc chuyên sâu về lĩnh vực hen và dị ứng. Thì ngày hôm nay đầu tiên thì bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với bố mẹ và các bạn là cái tác dụng của cái việc đắp ẩm cho em bé bị viêm da cơ địa. Thì có 5 tác dụng sau. Thứ nhất là đắp ẩm có tác dụng làm giảm ngứa cho em bé. Các bạn đã biết ngứa là một trong những cái triệu chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của các con. Đồng thời ngứa cũng là làm cho cái vòng luẩn quẩn của bệnh viêm da cơ địa tăng lên. Vậy triệu chứng ngứa sẽ xảy ra khi mà em bé bị nóng hoặc và bị khô, cho nên là đắp ẩm có vai trò là làm giảm ngứa cho em bé. Thứ hai là đắp ẩm có vai trò làm gọi là điều trị cái bệnh nhiễm trùng cho em bé. Tại sao? Bởi vì mà khi mà chúng ta đắp ẩm là chúng ta phải làm sạch da cho em bé. Cái việc đắp ẩm chỉ xảy ra sau khi mà chúng ta đã tắm sạch da cho em bé, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa đó là đắp ẩm thì chúng ta sẽ có cái lớp kem giữ ẩm ở dưới, và như vậy cái nghiệm pháp đắp ẩm có vai trò làm tái tạo nước cho cái da khô của em bé. Và cái điều thứ tư đó là đắp ẩm thì làm ngăn cái việc chảy ngứa gãi chảy xước da của em bé, cho nên là đắp ẩm có vai trò là làm lành các vết thương cho em bé bị viêm da cơ địa. Và một cái cuối cùng thứ năm là vô cùng quan trọng trong cái tác dụng của bệnh của cái việc quấn ẩm cho em bé viêm da cơ địa, đó là làm cho em bé của chúng ta ngủ ngon hơn, làm cho chất lượng cuộc sống của em bé cũng như gia đình của chúng ta được tăng lên, được tốt hơn. Đó. Thế như vậy sang phần thứ hai thì bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với các bố mẹ là khi nào thì chúng ta cần đắp dưỡng ẩm cho em bé nhé. Thứ nhất là khi mà em bé của chúng ta bị ngứa, mà đặc biệt là cái ngứa đó tăng lên, nhất là những em bé của chúng ta mà có cái triệu chứng là thức giấc về đêm do ngứa, thì chúng ta nên đắp quấn ẩm cho em bé. Thứ hai là với những em bé mà chúng ta sử dụng các cái liệu pháp điều trị như là bôi kem dưỡng ẩm, như là bôi kem corticoid mà vẫn không giải quyết được bệnh, thì chúng ta cần đắp ẩm cho em bé thì sẽ hỗ trợ cho cái vấn đề là kiểm soát bệnh viêm da cơ địa cho con. Và cái thứ ba tác dụng vô cùng quan trọng đó là nếu như chúng ta sử dụng cái nghiệm pháp đắp ẩm cho em bé bị viêm da cơ địa nặng thì chúng ta có thể giảm một cái lượng lớn corticoid cần thiết để kiểm soát bệnh viêm da cơ địa cho con. Thế, như vậy là các bố mẹ đã hiểu được thứ nhất là tác dụng của viêm da của cái việc nghiệm pháp quấn ẩm cho em bé viêm da cơ địa như thế nào. Thứ hai là khi nào thì cần quấn ẩm cho em bé. Và bây giờ sang phần thứ ba là cái phần mà các bố mẹ mong mỏi nhất, đó là chúng ta sẽ quấn ẩm cho em bé như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta phải rửa tay trước khi chúng ta chuẩn bị dụng cụ cho em bé. Dụng cụ cho em bé thì chúng ta cần một cái bát nước sạch và lạnh. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta phải chuẩn bị dầu tắm, kem dưỡng ẩm cũng như là kem corticoid để bôi da cho em bé trong những trường hợp mà em bé cần phải bôi theo chỉ định của bác sĩ. Và phần tiếp theo nữa là chúng ta phải sử dụng một số các cái khăn mà chúng ta chỉ dùng một lần thôi. Và một phần quan trọng đó là chúng ta phải chuẩn bị các cái băng quấn ẩm cho em bé. Các cái băng quấn ẩm đó thông thường là chúng ta nên cắt hình ống trụ đó. Đó. Và nên sử dụng bằng các cái chất liệu là vải cốt tông và có tính chất chu giãn. Khi đó chúng ta sẽ đo chiều dài tay, chiều dài thân và chiều dài chân như sau nhé. Đối với chiều dài tay, các bạn sẽ đo từ mỏm vai cho đến ngón tay của em bé, và chúng ta cộng thêm 8cm nữa, và chúng ta sẽ chuẩn bị 4 đoạn như vậy. Đối với chân, chúng ta sẽ đo từ háng của em bé cho đến cổ chân của em bé, và chúng ta cũng cộng 18cm, và các bạn cũng nhớ là chuẩn bị 4 đoạn như vậy. Đối với thân thì chúng ta sẽ đo từ cổ cho đến mông của em bé, và chúng ta cũng nhớ là cộng 18cm, và chúng ta sẽ chuẩn bị 2 đoạn như vậy. Sở dĩ như vậy tại vì mỗi một bên chúng ta cần phải đắp ẩm 2 lớp, hay là mỗi bên tay chúng ta cần 2 đoạn và mỗi bên chân chúng ta cần 2 đoạn. Đó. Tiếp theo bắt đầu chúng ta sẽ hoặc là dầu tắm của em bé vào cái bát nước đó, hoặc là hòa cái kem dưỡng ẩm vào cái bát nước đó của em bé. Sau đó chúng ta nhúng toàn bộ cái phần băng dưỡng ẩm mà chúng ta đã chuẩn bị đó vào trong cái bát nước đó, và chúng ta sẽ vắt
tương đối khô một chút, vắt xe đi một chút, vắt ráo nước đi một chút, đúng không ạ? Và bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái nghiệm pháp là quấn ẩm cho em bé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải bôi corticoid cho em bé trước, với những em bé mà phải sử dụng corticoid theo cái chỉ định của bác sĩ. Tự động corticoid chúng ta không nên tự động mà phải theo chỉ định của bác sĩ. Như bác sĩ Hương đã chia sẻ, với mỗi một cái vị trí khác nhau cũng như mức độ tổn thương khác nhau thì các loại corticoid sẽ khác nhau. Cái liều lượng mà các bạn bôi cho con, đó là các bạn sẽ sử dụng một khoát ngón tay thuốc này. Đó, thì nó sẽ tương đương với diện tích ra là hai cái mu tay của các bạn để bôi cho em bé. Để như vậy chúng ta có thể ước chừng cái lượng corticoid phù hợp cho em bé. Như vậy sau khi bôi cái corticoid xong thì bắt đầu chúng ta sẽ bôi cái kem dưỡng ẩm lên toàn thân của em bé. Đương nhiên là phải trên cái bôi chồng lên cái lớp corticoid mà chúng ta bôi cho những cái vùng mà tràm nặng rồi, thì chúng ta phải bôi kem dưỡng ẩm lên toàn thân của em bé. Và sau khi chúng ta bôi kem toàn thân rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ cho lấy các cái mặc, các cái đắp ẩm, đắp các cái quấn, các cái băng đắp ẩm mà lúc đó chúng ta đã chuẩn bị đó, lên tay, lên chân và lên người em bé bằng hai lớp. Thế ở bên ngoài thì chúng ta có thể cho em bé mặc một cái áo thun, có thể ẩm hoặc là khô đều được cả, có thể mà mặc cái bộ quần áo, cả quần cả áo đó. Và các bạn có một điều chú ý là cái đắp ẩm đó, cái băng đắp ẩm đó thì sẽ khô theo thời gian, cho nên là khi mà các bạn thấy mà cái băng đắp ẩm đó bắt đầu là se se khô rồi, chuẩn bị bắt đầu khô, thì các bạn nên bóc ra trước khi cái băng đó khô, không nên để cái băng đó quá khô, bởi vì khi mà băng khô đó lại kích thích làm cho em bé ngứa. Thì đấy là cái vấn đề mà bác sĩ Hương muốn chú ý, đặt cái chú ý khi mà các bạn đắp kem dưỡng ẩm cho em bé. Và đặc biệt chúng ta không được sử dụng dầu sữa tắm hoặc là các cái chất kích thích lên cái băng đắp ẩm đó, bởi vì nó sẽ gây kích ứng da. Mà trong cái băng đắp ẩm đó chúng ta chỉ được phép thoa cái dầu làm mềm da cho em bé hoặc là cái kem dưỡng ẩm để làm mềm da cho em bé mà thôi. Ok, như vậy là cái đoạn video này thì bác sĩ Hương đã chia sẻ với các bố mẹ về rất là sâu về cái vấn đề đắp ẩm cho em bé bị viêm da cơ địa. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi dưới cái video này, bác sĩ Hương sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn bởi các video tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy video này có ý nghĩa và hay thì hãy like và hãy share, và đặc biệt là hãy đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để được đón nhận các video tiếp theo về vấn đề chăm sóc em bé nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn mọi người.